Hai luật sư Trần Vũ Hải và Lê Văn Luân cho hay Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ gặp người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào ngày 18 tháng 4 để tìm cách giải quyết tranh chấp đất đai. Hôm 15 tháng 4, chính quyền đã tìm cách thu hồi đất tại xã để giao cho công ty Viettel. Chính quyền nói đó là đất quốc phòng, song người dân khẳng định đó là đất nông nghiệp. Người dân đã chống trả quyết liệt, giữ lại 22 lính cảnh sát cơ động, còn chính quyền đã bắt đi một số người dân. Luật sư Hải và hai đồng nghiệp đã đến xã vào sáng 17 tháng 4 làm trung gian để người dân nói chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Chung. Ông Hải cho biết về ý kiến chính của Chủ tịch Hà Nội. Đồng nghiệp và thành phố Hà Nội thì họ có nói rõ ràng là đề nghị là bà con là tìm mọi cách là trả tự do cho các chính trị cơ động. Hai là họ cũng hứa là sẽ giải quyết việc này một cách thực tế. Những cán bộ nào sai đó là xử lý và những cái việc tồn động sẽ giải quyết. Ông Chung đứng ra quan tâm và giải quyết theo thẩm quyền của ông. Tuy nhiên công việc này có đòi hỏi thời gian. Đối với việc của công an á, có bắt giữ mà không có lệnh hay không thì ông sẽ đề nghị thanh tra bộ công an vào cuộc xem xét. Và cái chỗ mà Viettel ấy liên quan đến cái anh bộ đội tham gia vào cái việc làm việc với người dân ấy, họ cũng đề nghị là bộ quốc phòng xem xét. Tức là ông Chung nói thế. Ngoài ra ấy, ông nói rằng là nếu người dân mà có làm sai thì tôi là lãnh đạo thành phố, tôi cũng không thể làm khác được, cũng phải xử lý pháp luật. Tuy nhiên là chúng tôi rất muốn sự hợp tác, xem xét, giảm nhẹ tối đa. Và ông nói cái điều đó trong cuộc điện thoại với tất cả mọi người đều nghe rõ. Sau cuộc nói chuyện, chính quyền đã thả toàn bộ những người dân bị bắt. Riêng một cụ ông tên là Kình cần ở lại bệnh viện Việt Đức vì bị rạn xương trong quá trình bị bắt giữ. Về phía người dân Đồng Tâm, họ vẫn giữ các lính cảnh sát cơ động và đối xử tốt với những người đó. Người dân cũng muốn cụ Kình trở về nhà để đảm bảo rằng chính quyền thực sự không cầm giữ cụ. Luật sư Hải cho biết thêm. Chỗ bệnh viện Việt Đức thì các thầy thuốc có đề nghị là ông chưa được về và cần phải được khám. Lãnh đạo Hà Nội là ông Hải với cả ông Trung cũng xuất tha cũng đề nghị như vậy là do là cụ nói rằng cụ bị gãy xương vân vân. Nhưng bà con á rất muốn là ông về bởi vì là hiện nay họ đã mất lòng tin từ chính quyền xã huyện vân vân và họ nói họ bị lừa nhiều lần rồi. Thì chúng tôi cũng giải thích là cụ cần bệnh viện hoặc ở lại làm việc với lãnh đạo thành phố là cũng có bắt bản thân cụ cũng gọi điện thoại mấy lần như vậy. Nhưng mà nhân dân chưa tin, nhân dân vẫn yêu cầu là cụ phải về để nhân dân thấy là đúng là như vậy. Còn sau đó cụ tiếp tục đi. Nhưng mà đang nằm bệnh viện thì bác sĩ phải là người quyết định. Tôi cũng chỉ theo nói về gì là người dân là tận trọng